Tại căn nhà cấp 4 ở đường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hòa, con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Dần, tiếp đón nhóm phóng viên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh trong sự bồi hồi. Khi lật từng bức ảnh kỷ vật của gia đình, khi cha mất, ba chị em bà còn nhỏ nên nhiều việc chỉ được nghe qua lời kể của mẹ là bà Nguyễn Thị Huyền. Theo lời kể của mẹ bà Hòa, công việc của ông Dần là được chỉ huy giao đi lấy tài liệu trong bốt của địch. Đêm 25 tháng 7 năm 1954, ông Dần bí mật đi làm nhiệm vụ thì bị lính Pháp phục kích, bắn chết ở gần phố Hàng Đàn, thị xã Sơn Tây. Do điều kiện hoàn cảnh lịch sử nên sự thật về cái chết của ông Dần trong suốt một thời gian dài chưa được làm sáng tỏ. Trước đó, người dân thị xã Sơn Tây chỉ biết ông chuyên làm nghề mổ trâu bò bán cho các trại lính, đồn cảnh binh ở thị xã. Sau ngày mất của cha, gia đình bà Hòa chỉ nhận được một mảnh giấy chứng nhận của Sở Quân sự tỉnh Hà Tây về việc ông Dần có hoạt động cách mạng trước khi chết. Khi cha mất, mẹ bà Hòa ở vậy, nuôi bà cùng hai người em trai, một người không may bị bệnh qua đời, người còn lại tham gia kháng chiến ở chiến trường miền Nam. Năm 1969, ông Hải hy sinh. Một năm sau đó, gia đình bà Hòa được công nhận là liệt sĩ. Sau năm 1975, khi đất nước thống nhất, gia đình bà Hòa làm đơn gửi nhiều cơ quan chức năng đề nghị công nhận chế độ liệt sĩ cho ông Dần, nhưng đều không có hồi âm. Đến ngày 5 tháng 3 năm 1988, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có công văn xác nhận trường hợp hy sinh của ông Nguyễn Văn Dần đủ điều kiện xác nhận là liệt sĩ theo quy định hiện hành của nhà nước. Và Cục Tổ chức Động viên, nay là Cục Quân lực của Bộ Quốc phòng, cũng đã cấp giấy báo tử cho liệt sĩ Nguyễn Văn Dần. Ngày 12 tháng 4 năm 1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Văn Dần. Dù có đủ giấy tờ hợp lệ nhưng quyết định trên không được thực hiện ngay do một số người ở Sơn Tây không nhất trí với việc cha bà được công nhận là liệt sĩ. Bao nhiêu năm mẹ tôi lăn lộn, coi như là đi xuống Hà Nội rồi về Trung ương của các nơi thì đều là được mọi người coi như là nước đã được công nhận rồi. Riêng về đến cái thị xã Sơn Tây này thì cũng hiểu lý do kiểu gì mà nó không trao bằng, mà cứ gia đình tôi thì không phải là gia đình ấy. Nói chung là bây giờ bố cũng là tham gia cái mạng nhá, xong đến chồng tôi nhá, xong đến con nhá, xong bây giờ lại đến cháu nữa, là mấy đời đều bộ đội, coi như là đều tham gia đấy cách mạng, không có phải làm cái gì bảo là quất tất hay là cái gì cả, mà không hay là chỉ vì là có mỗi cái nhà của các cụ ở đấy là họ bây giờ họ giữ, họ không giả, thì mọi người dân thì đa số người ta cũng bảo có khi là tại cái bà là có cái nhà đấy là nên là người ta không giả. Thế nhưng mà gia đình thì chưa nói gì đến nhà cửa cả. Mà nhà cửa cái ông bà tôi, cái nhà đấy là ngày xưa là năm 80 là cụ cho thuê, cho nhà nước thuê đấy. Ngày 14 tháng 5 năm 1990, Ủy ban Thanh tra Nhà nước đã nhắc nhở tỉnh Hà Tây thi hành quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười. Sau đó, các cấp chính quyền, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Nhà nước, Đoàn Phúc Tra của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Tòa Hành chính Tòa án Nhân dân Tối cao, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và Văn phòng Chính phủ đã tiến hành nhiều cuộc thẩm tra, xác minh, phúc tra. Kết quả từ các cơ quan này đều khẳng định việc ông Dần hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cách mạng là đúng. Việc công nhận ông là liệt sĩ là hoàn toàn đúng và có đủ cơ sở. Văn phòng Chính phủ cũng đã 5 lần ra công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Thế nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, mà cụ thể là Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây, vẫn chưa thi hành quyết định này. Hiện quyết định cuối cùng là bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ngày 18 tháng 1 năm 2002 cấp lại cho ông Trần, vẫn đang được lưu giữ tại Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây, cùng với hai bằng Tổ quốc ghi công khác do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười ký từ trước đó. Bây giờ tuổi tôi thì cũng cao rồi, thế cho nên là bao nhiêu năm mà mẹ tôi cũng vất vả, coi như là đi chạy vậy rồi tìm tòi những cái chứng cứ mà bố tôi hoạt động. Thế bây giờ là nhà nước đã công nhận là liệt sĩ và đã trao bằng Tổ quốc ghi công về tận thị xã Sơn Tây. Thế nhưng đến nay là gia đình tôi vẫn chưa được nhận
mà giờ tôi chỉ mong mỏi là coi như là làm sao mà nhà nước trả lại cái quyền của cha tôi là đã hoạt động đấy, để cho gia đình coi như thế là được bỏ cái công mà mẹ tôi bao nhiêu năm coi như thế là lăn lộn để tìm cái công lý cho chồng. Như vậy đã 35 năm kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công, 23 năm kể từ ngày Thủ tướng Phan Văn Khải ký quyết định cuối cùng về việc này, những tấm bằng lẽ ra phải được trao cho gia đình bà Hòa vẫn cất trong ngăn tủ của Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây.